các bạn hãy luôn nhớ trong cuộc đời lời thề hứa hôm nay mà các bạn đã trao cho nhau, và công khai cái lời thề hứa ấy trước mặt mọi người. Lời thề hứa ấy đôi khi các bạn chỉ cần nói trong 30 giây hay 1 phút là xong, nhưng có cần cả một cuộc đời để chứng minh lời thề hứa ấy. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, phải yêu thương nhau, tôn trọng nhau cho đến suốt cuộc đời. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đôi vợ chồng ấy, đó là anh chị em hãy năng nói với nhau lời cảm ơn để biết nhìn nhận ra sự vất vả hy sinh của nhau. Anh chị em hãy năng nói với nhau lời xin lỗi để khiêm tốn biết mình còn đầy những giới hạn, yếu đuối và khuyết điểm và cần phải tha thứ cho nhau. Anh chị em hãy năng nói với nhau cái ngôn từ xin vui lòng làm cho em, xin vui lòng làm cho anh điều này điều kia, để vợ chồng nhận ra một điều là chúng ta cần có nhau trong cuộc đời. Anh Giuse Kazuyasu và chị Maria Hoàng Thị Diên, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, các anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời không? Thưa có. Thưa có. Anh là Giuse Kazuyasu, em Maria Hoàng Thị Diên là một của anh. Em là Maria Hoàng Thị Diên, nhận anh Giuse Kazuyasu làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời.